Những điều bạn cần biết về hệ thống rank trong Valorant. Thứ nhất, hệ thống rank gồm 9 hạng từ Sắt đến Radiant. Mỗi hạng gồm 3 bậc, riêng Radiant chỉ có một bậc duy nhất. 500 người chơi đứng đầu khu vực sẽ nhận hạng Radiant và 1% người chơi sau Radiant sẽ nhận hạng Immortal. Chúng ta có tổng cộng 6 khu vực bao gồm Asia Pacific, Europe, NA, Latin, Brazil và Korea. Hai cách tính rank chúng ta có hai loại chỉ số khi nói đến rank rr và mmr rr là loại chỉ số bạn có thể thấy được cho biết khi bạn lên hoặc khi bạn xuống rank nó là một số cụ thể mmr là một chỉ số ẩn biểu diễn tương đối trình độ của bạn nó sẽ ảnh hưởng đến trận đấu mà bạn được ghép vào đối thủ của bạn là ai đồng đội của bạn như thế nào game sẽ ghép bạn với những người có mmr tương ứng chỉ số này cũng ảnh hưởng tới số điểm rr mà bạn có thể nhận được sau khi thắng hoặc là thua MMR càng cao thì khi bạn thắng, bạn sẽ nhận được nhiều AR hơn. Chỉ số này sẽ thay đổi chậm rãi theo thời gian. Khác với rank của bạn, MMR không bị reset khi hết act. Làm sao để bạn có thể cải thiện MMR của bạn? Thì đây là một quá trình gồm rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Ví dụ như là cấp tài khoản, thời gian bạn chơi, các chỉ số trong trận đấu của bạn, số round cách biệt khi thắng và thua. Một điều nữa, hạng của bạn sẽ bị ẩn sau 14 ngày và sẽ cần chơi một trận để hiện lại. 3. Hệ thống ghép trận. Các bạn có thể ghép trận solo, duo 3 người hoặc là full stack 5 người. Bạn không thể ghép trận với 4 người. Riêng rank Immortal và Radiant, các bạn sẽ không thể stack 3. Và 4 chỉ có thể chơi solo, duo và full stack 5 người. Ngoài ra, khi các bạn stack 5 người, các bạn sẽ có hiệu ứng giảm điểm RR nhận vào và RR trừ đi. Hiệu ứng này không xảy ra nếu 5 người nằm trong mức chênh lệch 3 rank. Ví dụ bạc 1, bạc 2 và đồng 3 chơi với nhau thì sẽ không bị phạt. Nếu 5 người có mức chênh lệch rank trên 3 level thì sẽ bị phạt giảm 25% RR. Ví dụ Platinum 3 chơi với Silver 3. Đặc biệt, nếu trong stack của bạn có một Radiant mức giảm sẽ là 75% cho tất cả mọi người.